Volley B support à? Chọn nó luôn. Chọn gì mà lon vậy? Đây, coi chừng. Đánh nó cái nữa mới chết. À, ok. Để nó chết. Rồi chuẩn bị bom nhà đi ơi. Rồi cái trụ này xong rồi đó. Chưa gì nữa là phút thứ ba là banh trụ rồi đó. Rồi. Điểm trụ. Đi xin kìa. Xa rồi, không dám vô. Phút thứ ba là banh trụ. Về là thêm trụ nữa nè. Mua thêm bình máu nữa. Đi là chơi tới luôn. Alo, chị taxi ơi, chị taxi. Bây giờ em gặp một cái người bị tai nạn nguy hiểm lắm, chị taxi ơi. Hay là bây giờ chị gọi giùm em một chiếc taxi tới đây. Mà nói em dặn không có được đi hãng của chị. Tại vì hãng của chị mắc quá, chị gọi giùm em cái hãng khác được không chị taxi? Cháu đưa 3 triệu kìa. Trong đây có 400 của anh không? Cho hết mày đi, cho hết mày đi. Rồi, rồi chết này kia rồi. Thì ghê vậy hả? Tôi cần thiết tao khuyến mãi thêm cái nhảy nữa này. Mua cái giày luôn, bào trụ cho nó nhanh. Mua cái giày luôn, bào trụ cho nó lẹ nè. Dạ ôn mất thôi, cứ quên nó thà lâu quá. Ôn gì, cứ để boss cho nó nhanh. Bó thẳng đường cũng được vậy. Thằng nào ra xúc báo luôn. Phá kỷ lục coi. Bữa phút thứ mấy về nhà ta. Để tới triệu 3 ta. Cho bắn cái xe đi. Ừ.
nhé tụi. Ôi trời, còn lát đó. Ăn xu 500 rồi không? Ừ? Rồi xong hết luôn. Ê ê ê ê ê. Ý, có nhầy mà bạn. Rồi giờ qua cái là banh nhà nè. Mua hút máu qua. Lên cái này thì lên gương vui danh phá nhà cho nó nhanh chứ. Quên. Tại vì mua BF chứ. Ừ. Đó. Ta là lũ trên. Sao? Ta là lũ trên. Ồ, oh, mình đẩy chủ à? Nói em đâu đẩy chủ đâu. Ai, ông cầm ban thì sao ông bay ở nhà được. Rồi, xong, mình thấy cái chủ này xong rồi đó. Cả đi thi. Đập nhà thế ơi. Rồi banh nhà. Nhanh hơn lần trước. Rồi bắt đầu vòng 5 hit. Cho tham gia với. Hết người anh. Thôi đi ra mid đẩy đi, đi về luôn. Hết ván đi. Rồi ra mid luôn. Mid đẩy tiếp đi. What? Đủ mana nhảy đi. Chọn chết luôn. Bỏ mẹ. Ôi, nó còn ulti, nó còn ulti. Ôi nó không còn ulti. Ôi. Anh phải đánh nó cái nữa lấy siêu chứ. Không không không, nhưng nó còn cái passive của cái ulti của nó chém đau lắm. Thì nó có chém trăm phát biết ngay không chém nổi. Hai đường rồi, giờ thêm đường giữa nữa. Mới có 11 phút rồi. Này là không chơi boot end chứ, nãy on boss boot end luôn rồi. Là 10 phút, 11 phút là win luôn rồi đó. Đang sống đây nói chuyện rồi. Ừ?
Nè, vô nè. Vô nhà, nhà. Ơ. Bom. Dính tường luôn. Thôi đúng coi, mình tắt. Rồi, xong rồi, cái nhà này đi luôn rồi đó. Vô đây nè. Vô đây nè. Nó mới ra riết qua thấy đủ khổ rồi. Đây. Hồi máu ghê cho nào vậy. Win. Phút 13 win. Yeah. Đó, mình nghĩ nha. Rồi, cảm ơn cả nhà ủng hộ kênh Chim nha, nghỉ nha, mai stream tiếp nha. Những ngày hôm qua hôm nào còn chưa theo dõi nhớ nhấn nút theo dõi nha. Còn hoa miễn phí lên hoa cho mình. À, ai kẻ thuê thì nhớ inbox vào những cái đường link trên màn hình nha. Hôm nào rảnh thì vô YouTube subscribe cho mình luôn. Ba anh em nha.